xin chào xin chào buổi sáng tất cả các bạn chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị hiên ở trong buổi phát trực tiếp ngày hôm nay không biết là bây giờ thì chúng mình ơi chúng mình đã dậy sớm để có mặt cùng với chị hiên trong buổi học đầu tiên ngày hôm nay hay là chưa ạ chị rất hy vọng là các em đã có thể có mặt ở trong buổi học đầu tiên này rồi để chúng mình có thể bắt đầu cái buổi học ôn tập đầu tiên cùng với nhau được không ạ không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể có mặt ở đây chưa chúng mình ơi chúng mình đã có thể có mặt ở đây chưa ạ <laughs> xin chào các em xin chào các bạn và các bạn ơi thật ra thì trong cái kế hoạch của chị là không có ôn trích thuyền ngoài xa đâu bởi vì sao nếu như mà chúng mình nhìn vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông thì đây là một cái văn bản mà vừa năm vừa rồi chúng mình thi rồi. Nhưng mà bởi vì các bạn thi cuối học kỳ 2 á, các bạn hỏi chị nhiều quá, thế nên là cũng muốn tạo điều kiện cho các bạn có thể ôn tập trong giai đoạn này. Nên là ngày hôm nay thì chị sẽ lựa chọn ôn chiếc thuyền ngoài xa cùng với các bạn. Nhưng từ ngày mai, chị sẽ ôn những cái tác phẩm mà cực kỳ trọng tâm cho năm nay. Và những tác phẩm mà chị Hiên sẽ lựa chọn để chúng mình sẽ cùng ôn tập trong những buổi học sẽ bao gồm như sau. Đây ạ, à, để bạn nào mà theo dõi đúng tiến trình thì chúng mình sẽ có một cái khoảng thời gian ôn tập thật là hiệu quả với chị nhá. Số 1 là buổi ngày hôm nay rồi đấy, sẽ là buổi mà chúng mình sẽ cùng với nhau à ôn tập chiếc thuyền ngoài xa. Đây là dựa theo yêu cầu của chúng mình đấy nhá được không nào <laughs> đây là dựa theo yêu cầu nhá được không ạ thứ hai chúng mình sẽ cùng với nhau ôn tập một trong số những tác phẩm mà như chị thấy là năm nay cái mong muốn tức là mong muốn của các em này và chúng ta cũng thấy là đây là một trong số những cái tác phẩm cũng đã rất là lâu rồi thì không có xuất hiện trong đề thi các em ạ đó chính là vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài lâu lắm rồi các bạn ạ. Năm nay mà vào văn xuôi, vào vợ chồng A phủ của nhà văn Tô Hoài thì chị nghĩ là đó là một cái điều hết sức là bình thường ạ. Rất là dễ có thể xảy ra, được không nào? Tiếp theo, chúng ta sẽ chú ý, đó chính là số 3, một trong số những tác phẩm cũng lâu lâu rồi chưa xuất hiện. Đó là Người lái đò sông Đà của nhà văn Nguyễn Tuân, năm nay bài này cũng rất có khả năng nha. Được không nào? Và sẽ còn một tác phẩm nữa, chúng mình sẽ ôn tập cùng với nhau, cũng là một trong số những tác phẩm rất là trọng tâm các bạn ạ. Đó chính là Ai đã đặt tên cho dòng sông? của hoàng phủ ngọc tường đấy được chưa ạ thì đây sẽ là những cái tác phẩm mà chị hiên sẽ ôn tập cùng với các bạn các bạn ơi đây sẽ là những cái tác phẩm mà chị hiên sẽ ôn tập cùng với các bạn trong bốn buổi chúng mình cùng nhau dậy sớm nhá và hãy nhớ giúp chị một điều rằng là chúng chị rất hy vọng rằng là các em sẽ có thể dậy sớm cùng với chị bởi vì chúng ta đã rất là quyết tâm rồi chúng ta có mục tiêu rất rõ ràng chúng ta có sự quyết tâm và chúng ta sẽ nỗ lực hết mình cho cái mục tiêu đó thế thì không biết là mục tiêu trong năm nay cho cái môn văn của các bạn thì sẽ là như thế nào Đà <laughs> River à xin chào Thanh Lam xin chào Khang xin chào Nhật Hào xin chào các bạn các bạn ơi <laughs> get up early à <laughs> ok ạ à, chúng mình ơi dậy chưa cho chị thấy cánh tay của các bạn nào ồ oh, năm nay mục tiêu cao đấy nhìn ở đây toàn thấy là 8 cộng 9 cộng văn thôi xin chào vân khánh xin chào thanh thanh xin chào thúy nga xin chào các em xin chào các bạn xin chào ánh thơ rồi ạ à, các bạn ơi xin chào ngọc nhi Xin chào Chí Minh Ok ạ, à, Minh Diệp Rồi, ok Vậy thì các bạn ơi Bây giờ các bạn đều đã có mặt ở đây cùng với chị rồi đúng không ạ? Chúng mình sẽ cùng bắt đầu đi tìm hiểu Về nội dung buổi học ngày hôm nay cùng với chị Hiên nhá Được không ạ? Chúng mình sẵn sàng rồi đúng không ạ? Nào, hôm nay là buổi đầu tiên Thế nên là có thể là sẽ đợi các bạn ấy thêm khoảng 1-2 phút nữa rồi thì chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu luôn được chưa ạ chúng ta sẽ cùng với nhau bắt đầu luôn sẵn sàng ok ạ à. sẵn sàng nhá rồi nhất trí thế thì bây giờ ok ạ à. các bạn khác thì sao các em đã sẵn sàng chưa các bạn đã sẵn sàng để có thể gọi là bắt đầu học cùng với chị chưa và trên một cái mục tiêu đó là chúng ta đang cùng với nhau nỗ lực cho cái đích đến cuối cùng Chị rất hy vọng rằng là các bạn cũng sẽ quyết tâm. Đó, cũng rất hy vọng là các bạn cũng sẽ quyết tâm. Để làm sao mà chúng ta sẽ có thể ghi nhớ được luôn những cái kiến thức được trao đổi ở trong buổi học ngày hôm nay ạ. À em đã sẵn sàng rồi. Ok ạ. Thế thì ngay bây giờ nhớ này, bởi vì những cái buổi học sẽ không được lưu lại. Nên thành ra là các bạn hãy cố gắng ghi chép và cố gắng dậy thật là sớm để có thể tham gia cùng với chị Hiên trong buổi học ngày hôm nay nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu buổi học đầu tiên trong chiến dịch dậy sớm cùng chị Hiên nhá. Được không nào? Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau à đến với buổi học đầu tiên. Tài liệu mà chị Hiên sẽ sử dụng trong buổi học này đó chính là một cái cuốn tài liệu của một cái khóa học rất đặc biệt của học văn chị Hiên. Đó là khóa học 10 ngày chạy văn Đây là khóa học mà sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 Chúng mình nhá Sẽ diễn ra vào đầu tháng 6 để tổng ôn lại toàn bộ kiến thức trước khi thi Và đây là cái cuốn tài liệu các bạn sẽ được tặng kèm miễn phí khi đăng ký cái khóa học này Thế thì ngày hôm nay chúng ta đang cùng với nhau đi tìm hiểu về chiếc thuyền ngoài xa Ngoài ra ấy, thì chị Hiên cũng sẽ gọi là sử dụng thêm một số những cái tài liệu khác để làm sao mà có thể cung cấp cho các bạn cái kiến thức đầy đủ, dễ hiểu, trọng tâm với những gì mà các bạn đang mong muốn học hỏi từ chiến dịch miễn phí này. Ok chưa ạ? Thế thì các bạn ơi, nếu như nói về chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu ấy, thì các em thấy là cái trọng tâm nhất mà các bạn đang hướng tới là gì? Nào, nếu như nói về chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn Nguyễn Minh Châu ấy, thì theo các bạn thấy cái điều trọng tâm nhất mà các bạn đang hướng tới là gì ở trong chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu ạ à? đây rồi chị hiên có đây rồi chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu đấy ạ à. ok sẵn sàng chưa bắt đầu nhá chúng ta sẽ cùng bắt đầu triển khai luôn nhá cũng thấy là đông đông các bạn rồi đã thấy đông đông những gọi là chiến binh dậy sớm cùng chị rồi được không ạ à? đã sẵn sàng chưa nào chúng ta sẽ cùng bắt đầu luôn nhá và nhớ là sau ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng với nhau ghi nhớ luôn nhá được không ạ à? chúng ta sẽ cùng ghi nhớ luôn kiến thức nhá rồi nếu như các bạn đã sẵn sàng bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu với chiếc thuyền ngoài xa các bạn thân mến khi nhớ về bất cứ tác phẩm nào thì chắc chắn là các em sẽ cần phải ghi nhớ thông tin về tác giả. Cách ghi nhớ của chị Hiên luôn định hướng cho các bạn là đừng có nhớ gì dài dòng cả mà hãy nhớ những thông tin các em có thể sử dụng được trong bài viết nghị luận văn học của mình. Bản chất bài viết nghị luận văn học của chúng ta sẽ chiếm tới 5 điểm trong đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Thế thì chúng ta sẽ nên nhớ gì? về người nghệ sĩ ấy đây đúng không ạ thứ nhất chị luôn chia thông tin tác giả ra thành hai phần một là tiểu sử con người và thứ hai là sự nghiệp sáng tác liệu có cần phải nhớ về năm sáng tác cụ thể ngày giờ à chị xin lỗi ạ liệu có phải nhớ về năm ra đời của người nghệ sĩ ấy tức là nhớ về gì ạ à nhớ về à, gọi là năm sinh năm mất của người nghệ sĩ đó không chị nghĩ là chúng ta có thể là các bạn không cần phải nhớ một cách thật là tường tận nhưng mà ít nhất thì các bạn cũng sẽ có những cái định hình xem là người nghệ sĩ đó sống ở thời đại nào ở giai đoạn nào người nghệ sĩ đó đã mất hay chưa bởi vì là gì ạ bởi vì là khi mà các bạn nhớ được cái đó thì các bạn cũng sẽ không bị nhầm lẫn à có một cái năm thi vào trích đoạn đất nước chi trong trường ca mặt đường khát vọng của Nguyễn Khoa Điềm. À, nhiều người lại nói rằng là gì ạ? Nhiều người thì lại nói rằng là mặc dù Nguyễn Khoa Điềm đã ra đi mãi mãi thế nhưng mà à, những tác phẩm của ông nhưng mà bản chất là người nghệ sĩ đó đã đã ra đi mãi mãi đâu. Và điều đó thể hiện cái sự thiếu hiểu biết của chúng ta một cách rất là trầm trọng đúng không ạ? Nên các bạn ơi nếu như nói về nhà ông văn Nguyễn Minh Châu Thì ông ấy đã mất rồi Được không nào Và ông ấy sống trong cái giai đoạn Nếu như để nói về cái giai đoạn mà à, Liên quan tới cái sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này Thì sẽ là trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ Và đặc biệt là giai đoạn sau những năm 80 của thế kỷ 20 Đó là giai đoạn mà Nguyễn Minh Châu Đã có rất là nhiều những cái sự thay đổi trong quá trình sáng tác của mình và để lại rất nhiều ấn tượng đối với bạn đọc. Trong chương trình ngữ văn lớp 9 á thì các em cũng có được học một cái tác phẩm của Nguyễn Minh Châu nói về một cái người, một cái con người mà trước đó đã đi rất là nhiều nơi, đặt chân rất là nhiều đến rất là nhiều những cái vùng đất khác nhau trên thế giới. Sau đó không may bị tai nạn và bị liệt mất đôi chân. Và đến đợ khi ấy thì người gì ạ nhĩ nhận ra rằng là có một cái nơi rất là gần với mình là cái bãi bồi ở bên kia sông hồng mà lại là một cái nơi mình chưa từng bao giờ được chặt đặt chân đến cả và để rồi nhĩ có một cái hy vọng là rất mong đứa con trai của mình có thể về kịp cái chuyến đó cuối cùng để mình có thể thực hiện được cái điều mong mỏi đó nhưng mà cuộc đời đâu ai có thể dễ dàng thoát được khỏi những cái điều vòng vèo và trùng trình của cuộc sống và rồi đứa con trai của nhĩ lại xa vào đám gì ạ à? À, chơi phá dí chơi phá cờ thế và chính cái điều đó khiến cho nhĩ biết được rằng là cái cơ hội để mình có thể sang bãi bồi bên kia sông trên chuyến đò cuối cùng quả thực rất mong manh nhưng câu chuyện của nguyễn minh châu luôn luôn để lại ấn tượng với bạn đọc bằng những cái điều đáng suy ngẫm để chúng ta nhìn nhận lại về chính cái cuộc sống của chúng ta, nhìn nhận lại về những cái gì ạ, những cái điều rất là con người, rất là cuộc đời. Đó thì các bạn sẽ chú ý giúp chị nhá. Vậy thì nếu như nói về nhà văn Nguyễn Minh Châu, chị sẽ có một số những từ khóa như sau mà các bạn sẽ cần phải nắm được. Thứ nhất, có thể thấy Bản thân nhà văn Nguyễn Minh Châu được đánh giá là người mở đường tinh anh và đầy tài năng của nền văn học mới. Được không ạ? Người mở đường tinh anh và đầy tài năng của nền văn học mới. Các bạn nhé. Được không ạ? Đầu tiên, chúng ta biết được rằng là gì ạ? Là người mở đường tinh anh và đầy tài năng của nền văn học mới. Và nguyễn minh châu là một người mà luôn có cái ý thức trách nhiệm của ngòi bút trước thời đại chú ý giúp cho chị là như vậy còn nếu như nói về nguyễn minh châu thì chúng ta sẽ đặc biệt chú ý tới sự nghiệp sáng tác của người nghệ sĩ này nếu như nói về quá trình sáng tác nha nếu như nói về quá trình sáng tác có thể là sẽ có cách chia khác đấy đó là trước những năm 80 của thế kỷ 20 và sau những năm 80 của thế kỷ 20 thì chúng ta chia theo hướng nào cũng được. Chia theo hướng chị đang trình bày ở đây với các bạn cũng hợp lý, không có vấn đề gì cả. Mà chia là trước những năm 80 của thế kỷ 20 và sau những năm 80 của thế kỷ 20 cũng được. Được không nào? Thế thì ở đây các bạn có thể thấy đó là trước 1975 thì chủ yếu là những tác phẩm mang khuynh hướng sử thi và cảm hứng lãng mạn giai đoạn này thì nguyễn minh châu vẫn đem ngòi bút của mình phục vụ cho kháng chiến thế nhưng mà có một cái điều mà sau này nguyễn minh châu nhìn nhận lại nguyễn minh châu cảm thấy rằng là thứ văn học của mình không phải là thứ văn học không có giá trị thế nhưng mà Chúng ta có thể thấy được rằng những cái nhân vật này mà Nguyễn Minh Châu đặt vào trong những tác phẩm của mình luôn ở trong một cái bầu không khí vô trùng. Cũng là những cái con người mà bước ra từ chiến tranh đấy, nhưng mà họ đẹp quá và có những cái gì ạ hình ảnh mà chưa thực sự phù hợp để tái hiện lại một cái cuộc chiến khắc nghiệt, một cái cuộc chiến rất là ác liệt, đúng không ạ? Thế nhưng sau năm 1945 có thể thấy đây chính là một cái giai đoạn đánh dấu những cái bước chuyển mình và có thể thấy được rằng đây là một cái giai đoạn để chúng ta thấy được rằng những cái tác phẩm của ông đã chuyển hẳn sang cái cảm hứng thế sự với những vấn đề về đạo đức và triết lý nhân sinh thể hiện cái sự thấu hiểu cảm thông với số phận của người lao động nghèo khổ và lúc bấy giờ Nguyễn Minh Châu đã thực sự đi trên một cái hành trình mà như ông vẫn thường quan niệm đó là đi tìm kiếm những hạt ngọc ẩn giấu bề sâu tâm hồn con người đúng không ạ thế nên là cái giai đoạn sau 75 này này là một cái giai đoạn rất là quan trọng đối với sự nghiệp sáng tác của nhà văn Nguyễn Minh Châu thì các em sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá Bên cạnh đó thì ông ấy bản thân người nghệ sĩ này cũng có một cái quan điểm rất hay về những cái sáng tác đó chính là gì ạ đó chính là văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm mà tâm điểm chính là con người được không nào các bạn ơi các bạn nhớ được một số những cái từ khóa về nguyễn minh châu chưa chúng ta cùng nhắc lại với nhau để các em nhớ nhé thứ nhất này đó là người mở đường tinh anh và đầy tài năng của nền văn học mới được chưa Thứ hai, về cái quá trình sáng tác thì chia ra thành trước 75 và sau 75, đúng không? Được không ạ? À? Trước 75 và sau 75. Và đặc biệt là cái giai đoạn sau 75 này thì tập trung viết về đời cảm hứng gì ạ? À, thế sự. Ở đó thì đi sâu vào những cái vấn đề về đạo đức và triết lý nhân sinh, đúng chưa nào? Và chúng ta thấy được rằng là bản thân nguyễn minh châu thì luôn có một cái quan niệm về nghệ thuật đó là gì ạ văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm và tâm điểm chính là con người và bên cạnh đó thì các bạn cũng thấy rất là rõ một điều đó chính là gì ạ đó chính là ở nhà văn nguyễn minh châu trong cái quá trình sáng tác của mình thì ông ấy luôn luôn cố gắng đi tìm kiếm những cái hạt ngọc ẩn giấu bề sâu tâm hồn của con người được không ạ? À? Chúng mình ơi, chúng mình nhớ ba key chị đưa ra cho các em chưa? Các bạn nhớ chưa ạ? À? Và các bạn chỉ cần nhớ ba keyword đó, sau đấy các em triển khai lại trong bài viết của mình một cách thật là thuần thục thì các em đã có thể dùng để mở bài hoặc dẫn thân bài hoặc là kết bài rồi. Ok chưa ạ? À? À có phải quyền trong chạy văn 10 ngày không hả chị? Đúng rồi Khánh Huyền ơi. Em yên tâm nhá, trong khóa 10 ngày là chị chuẩn bị slide cơ. Chúng mình sẽ học bằng slide rất là sinh động, còn dễ nhớ hơn nữa ạ. Được không ạ? Và các em ơi, các bạn có thể các bạn đang tham gia trong buổi học ngày hôm nay ấy sẽ có thể đăng ký khóa học 10 ngày với một cái mức học phí ưu đãi dành riêng cho buổi sáng ngày hôm nay đấy ạ. Đó là 599k cho 12 buổi học. Mỗi buổi học ôn tập kéo dài từ 3 đến 5 tiếng được tặng miễn phí một cái cuốn này. Đấy thế nên là bạn nào mà đăng ký khóa học này trong buổi ngày hôm nay 10 bạn đăng ký sớm nhất, chị Hiên sẽ dành tặng thêm cho mỗi bạn một cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm nữa nhá. Đây là quà gọi là quà cho tuần mới đấy ạ. <laughs> được không nào? Vậy nên là nếu như bạn nào Một lát nữa muốn đăng ký khóa học này Mà đang tham gia trong chiến dịch Thì sẽ nhận được cái ưu đãi đó nha 10 bạn đăng ký đầu tiên ạ à, Chị sẽ tặng thêm cho mỗi bạn Một cái cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm Không có ai may mắn Giống như các em trong buổi sáng ngày hôm nay đâu ạ à. Vừa ôn tập lại Mà lại vừa gì ạ à, Được tặng thêm cả sách Vừa có cuốn này lại vừa có thêm cuốn văn mẫu ạ à. Một lát nữa chúng mình nhắn tin sau nhá Được không nào Rồi nhớ chưa Xác nhận lại hộ chị cái Nhớ ba keyword này chưa? Nhớ ba keyword này chưa ạ? Nhớ ba keyword này chưa ạ? Người mở đường tinh anh và đầy tài năng của nền văn học mới này Quá trình sáng tác chia ra làm hai giai đoạn trước 75 và sau 75 này Được chưa ạ? Cái tiếp theo là gì ạ? Quan niệm về nghệ thuật là văn học và đời sống là những đường tròn đồng tâm Và tâm điểm chính là con người này đấy và dùng chúng ta cứ linh hoạt sử dụng những cái thao tác đó giúp sử dụng những cái kiến thức đó giúp cho chị hiên là ok bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau trọng tâm đến với à thuộc lòng luôn rồi ạ à. tốt quá rồi ạ à. thế thì ở trong cái cuốn này cũng có rất là nhiều những cái nhận định thì các em có thể chủ động sử dụng những cái nhận định để chúng ta dùng ở trong những cái phần liên hệ mở rộng này để chúng ta có thể khép lại một vài cái nội dung này đấy thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị hiên là như vậy nhá được chưa nào? Ok. Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau đến với phần trọng tâm nhất, đó là về tác phẩm. Được không ạ? À? Thế thì các em nhìn vào cái sơ đồ này, chị nghĩ là các bạn cũng sẽ có thể có đủ cái định hình để các em có thể triển khai được về cái nội dung của câu chuyện rồi. Chắc chắn là chúng ta phải tóm tắt, chúng ta phải có kể lại được cái câu chuyện đấy, đúng không? Và các em ơi, cái việc đọc truyện là rất quan trọng nha vì các em thấy được rằng là ở thời điểm hiện tại ấy chúng ta thấy được một điều rất là rõ ràng đó là gì ạ đó chính là nếu như chúng ta không kể lại được chuyện chúng ta không đọc kỹ chuyện thì chúng ta sẽ bị rơi vào một cái trường hợp đó là gì đó là chúng ta sẽ không biết được là cái đoạn đó nằm ở đâu giống như hôm vừa rồi đề của hà nội ấy, là vào một cái đoạn các bạn ít học các bạn không thường có thể nhá là các bạn sẽ còn không cả đọc hết văn bản cơ đấy hoặc là sẽ chỉ đọc những đoạn trọng tâm thôi thế là mình bị rơi vào một cái trường hợp là khổ quá còn biết là gì không đó là gì ạ đó là chả biết cái đoạn đó ở đâu thậm chí nhiều bạn còn bảo là ơ cái đoạn đấy là cái đoạn mà a phủ có phải là mất nửa con bò xong bị phạt không chị bảo trời ơi mất nửa con bò cái gì ở đây trời ơi là trời nghe xong mà cảm thấy đau đớn lòng các em ạ à. trời khổ quá nên là chúng mình sẽ chú ý giúp chị là phải đọc văn bản và thậm chí là phải đọc kỹ bởi vì nếu như mà các bạn không đọc kỹ thì các em sẽ cảm thấy rất hối tiếc nếu như vào một đoạn mà chúng ta thấy là gì ạ à? là chưa trọng tâm nhá chúng mình sẽ chú ý ok ạ à bạn nào mà đăng ký khóa học 10 ngày trong ngày hôm nay thứ nhất chị nhắc lại học phí ưu đãi từ 1099 xuống chỉ còn có 599 và chị sẽ tặng cái cuốn chị đang dùng này là Nghiễm nhiên được tặng và tặng thêm cho em một cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm nữa nhưng mà nhớ là chỉ cho người bạn đầu tiên thôi ạ à. Thế nên nếu bạn nào muốn đăng ký khóa tổng ôn này thì các em có thể đăng ký luôn nhất Đây chính là quyển sách các em được tặng kèm này 10 bạn nhận quà tuần mới của chị Hiên ạ. À. Duy nhất 10 bạn đầu tiên thôi ạ. À. Cuốn này là có đầy đủ các cái đoạn văn các cái đoạn văn bản đấy đấy của các tác phẩm rồi. Thế nên là các em có thể là học và tham khảo về cái cách viết ở đây nhá. Rồi ạ. À, đấy thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Được không nào? Bởi bởi vì chị cũng thấy là có một vài bạn đã comment là em muốn đăng ký cứ đủ 10 bạn thôi nhá. Rồi, thì ở đây chúng mình sẽ chú ý này. À, 599k cho 12 buổi học Mỗi buổi học của chúng mình sẽ học từ 3 đến 5 tiếng ạ Bởi vì sao? Nhiệm vụ là tổng ôn lại toàn bộ các tác phẩm trước khi thi Và chị còn trọng tâm đề nữa cơ ạ à. <laughs> Cũng rất là may mắn bởi vì đã 7 năm đi qua Thì khóa học 10 ngày vẫn là một cái khóa học rất là may mắn đó. <laughs> còn may mắn như thế nào thì chị sẽ nói sau nhá cái này không nên tiết lộ sâu ạ à. <laughs> Rồi, chúng mình ơi ở đây chúng mình có nhá đối với chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu chúng ta thấy chúng ta sẽ có nhân vật người nghệ sĩ phùng người đàn bà hàng trài tranh án đầu đúng không ạ ngoài ra thì sẽ còn có nhân vật người đàn ông bé phát là con của người đàn bà hàng trài và người đàn ông đúng không ạ nhưng mà nếu như để nói rằng là tìm hiểu sâu nhất về những cái nhân vật trọng tâm ở trong truyện ngắn thì chúng ta sẽ có nghệ sĩ Phùng và người đàn bà hàng chài. Được không ạ? Và nếu như để hỏi chị Hiên là bây giờ trọng tâm cái nào hơn đó, thì chị nghĩ là người đàn bà hàng chài á. Bởi vì bản chất là chúng ta thấy là những cái phát hiện của người nghệ sĩ Phùng là mình vừa thi rồi. Nhá, mình vừa thi xong rồi. Được chưa nào? Nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như thế. Ok chưa ạ? đây là một cái câu chuyện kể về một cái người lính bước ra từ chiến tranh có một cái niềm đam mê mãnh liệt với nghệ thuật người nghệ sĩ phùng được trưởng phòng giao cho một cái nhiệm vụ đó là gì ạ là phải đi đến một cái vùng biển để chụp một cái bộ ảnh về thuyền và biển nhưng phải có sương mù để có thể à, đưa vào cái bộ lịch cho năm mới đúng không ạ và vốn là một người rất là yêu nghệ thuật hết mình cho nghệ thuật thì người nghệ sĩ Phùng đã lựa chọn một cái vùng biển miền Trung là chiến trường cũ của mình để có thể tìm kiếm và chụp một cái bộ ảnh ưng ý hoàn thành nhiệm vụ được giao phó. Sau rất nhiều ngày phục kích, chưa đạt được cái điều mình mong muốn thì hôm đó quả thực là một cái gì ạ một cái ngày mà rất may mắn đối với người nghệ sĩ phùng khi mà người nghệ sĩ phùng đã có thể chụp được những cái khoảnh khắc mà như nghệ sĩ phùng nói thì đấy là cái khoảnh khắc đắt giá trời cho một cái khoảnh khắc rất là ấn tượng về thuyền và biển trong cái cảnh sương mù của buổi sớm người nghệ sĩ phùng đã rất hạnh phúc đã chụp rất là nhiều những cái bức ảnh đẹp đúng không ạ Thế nhưng mà ngay sau khi cái điều tuyệt vời đó Cái điều tuyệt diệu đó diễn ra Thì lúc bấy giờ Chúng ta có thể thấy được rằng là Người nghệ sĩ Phùng đã rất là sốc Vì sao ạ? Bởi vì người nghệ sĩ này đã phát hiện ra Một cái cảnh bạo lực gia đình Một cái người đàn ông và một người đàn bà Từ cái con thuyền mà mình vừa chụp Đang tiến dần vào người đàn bà đi trước người đàn ông đi sau sau đó gì ạ khi lên đến bờ thì người đàn ông rút cái chiếc cắt lưng của mình ra và quật tới tấp vào người đàn bà có một điều khiến cho người nghệ sĩ phùng cảm thấy vô cùng khó hiểu là tại sao trước đòn roi và chửi rùa như vậy mà người đàn bà đó chỉ chọn cách im lặng không chống trả không chạy trốn không kêu van người nghệ sĩ phùng rất là hoảng hốt về điều đó và trời ơi cái điều mà tôi vừa nhìn thấy tôi nói rằng là nó là một cái vẻ đẹp tuyệt đỉnh cơ mà nó là gì ạ nó là một cái phát hiện một cái cảnh đắt giá trời cho cơ mà nó là đạo đức cơ mà còn bây giờ điều tôi đang chứng kiến là gì đây người nghệ sĩ phùng cảm thấy rất hoảng hốt về điều này đúng không nào và sau đó thì sau khi chứng kiến sau khi chứng kiến một cái một cái vụ bạo lực gia đình như vậy, người nghệ sĩ Phùng chưa khỏi bàng hoàng, anh ấy đã tiếp tục ở lại. Và trong những ngày tiếp theo thì người nghệ sĩ Phùng lại tiếp tục chứng kiến thậm chí là anh ấy còn nhìn thấy một cái điều đau đớn hơn nữa, là một cái đứa trẻ mà mình biết hôm qua vừa còn ngủ cùng với mình, hôm nay đã lao ra như một mũi tên để lao vào người đàn ông kia sau đó bị tát cho một cái rúi ngã rúi xuống cát đúng không ạ và lúc bấy giờ trước một cái khung cảnh bạo lực gia đình khiến cho người nghệ sĩ phùng cũng không thể nào ngăn nổi cái gì ạ cái sự chính nghĩa từ chính bản thân của mình người nghệ sĩ phùng đã lao đến để bênh vực cho người đàn bà nhưng cũng bị người đàn ông đó đánh đúng không ạ và sau đấy cái câu chuyện ở tòa án huyện có sự tham gia của Chánh án đầu là người bạn cùng bước ra từ cuộc chiến cùng với người nghệ sĩ Phùng. Và người đàn bà đã được triệu tập đến chỉ với một cái mong muốn từ những cái gì ạ, từ Phùng và đầu, đó là sẽ làm sao để giải thoát được cho người đàn bà này trước một cái người chồng vô cùng vũ phu, cứ 3 ngày thì đánh một trận nhẹ, còn 5 ngày thì đánh một trận nặng. Một người đàn ông cực kỳ vũ phu ạ. Và sau đó thì sao? Sau đó thì người nghệ sĩ Phùng à, và đầu đã hết sức bất ngờ Bởi vì trước cái lòng tốt của mình muốn người đàn bà đó giải thoát Ly hôn đi, giải thoát đi Nhưng mà người đàn bà này lại nhất định không lựa chọn việc bỏ chồng Rất là sợ, sợ sệt đúng không ạ? À, có làm gì cũng được Nhưng chỉ xin một điều thôi Là đừng bao giờ bắt tôi bỏ nó Đừng bắt bỏ chồng Đúng không ạ? Không thể tin nổi Không thể hiểu được điều gì đang xảy ra Liệu rằng đó có phải là một cái người đàn bà rất là ngu dốt không? Tại sao lại như vậy? Tại sao lại có một cái mong mỏi như vậy? Trời ơi, không thể hiểu nổi Nhưng sau đó Khi người đàn bà có cơ hội Để chia sẻ Về những cái nỗi lo của mình Về cuộc sống Người lao động miên biển của mình thì lúc bấy giờ cả phùng và đầu đều đã hiểu ra được rằng à thì ra cái mong muốn của mình tốt là gì ạ à, xuất phát từ một cái việc là muốn tốt cho người khác nhưng chưa chắc điều đó đã là một cái điều phù hợp và người đàn bà đã bộc lộ được rất là nhiều những cái vẻ đẹp đằng sau một cái ngoại hình xấu xí thô cạch tưởng chừng như là ngu dốt lại là một cái người đàn bà thấu hiểu lẽ đời đúng không ạ Và sau cái gì cái cuộc nói chuyện ở tòa án huyện thì cả Phùng và đầu đều vỡ lẽ ra rất nhiều thứ trong cái quan điểm góc nhìn nhận về cuộc sống để rồi khi trở về từ chuyến công tác một cái bộ ảnh khiến cho vị trưởng phòng khó tính cực kỳ ưng ý và người nghệ sĩ Phùng đã gì ạ à, người nghệ sĩ Phùng đã à, trở thành một cái người nghệ sĩ có cái bức ảnh không phải là chỉ tồn tại trong bộ lịch nữa mà cái bức ảnh đó còn được treo ở rất là nhiều những cái phòng khách của những cái gia đình mà sành về nghệ thuật nhưng mà chỉ có người nghệ sĩ phùng mới biết và mới hiểu về cái câu chuyện đằng sau cái bức ảnh đó để rồi những cái ám ảnh về bức ảnh đã được diễn tả ở phần cuối của câu chuyện đấy ạ nhìn luôn nhìn thấy một cái màu hồng hồng của sương mai mặc dù là bức ảnh đen trắng và luôn nhìn thấy bóng dáng của một người đàn bà bước ra sau đó hòa lẫn vào đám đông đó thì chúng mình sẽ chú ý giúp cho chị nhá đấy sẽ là cái tóm tắt lại đó là sẽ là cái tóm tắt lại về chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu chúng mình nắm được chưa lại xác nhận lại cho chị hiền cả nhiệt tình lên học là phải nhiệt tình như các em mới nhớ được nha nào chúng mình ơi chúng mình nhớ được chưa ok chưa và nhớ này, nếu như nói về hoàn cảnh ra đời của chiếc thuyền ngoài xa thì các em sẽ nhớ giúp chị 583 nhé. Đây là một cái thời điểm mà chúng ta thấy được rằng là đã bước ra khỏi chiến tranh rồi. À hai miền Nam Bắc đã kết thúc chiến tranh và giai đoạn năm 1975 mà, đúng chưa ạ? Thì các bạn đều biết được rằng là đã trải qua 8 năm sau cuộc chiến dường như những cái hào quang của chiến thắng không còn nhiều ở đây nữa thay vào đó là những cái nỗi lo về cơm áo gạo tiền đúng không ạ về những cái nỗi lo rất là riêng tư của con người và bản thân nguyễn minh châu đứng trong cái thời điểm cả gì rất là nhiều những cái sự thay đổi trong cái công cuộc đổi mới văn học cũng không thể đứng ngoài lề nguyễn minh châu cũng đã phải có những cái sự thay đổi và cái sự thay đổi được nhìn thấy một cách rõ ràng nhất đó chính là hướng tới cái cảm hứng đời tư thế sự và thông qua chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu chúng ta cũng thấy được rằng tác phẩm này nằm trong xu hướng nghệ thuật chung của thời đại văn học mới đó là gì ạ được tự do khám phá thế giới đầy phức tạp của cuộc sống con người là thời kỳ đặt ra những vấn đề rất bức xúc của đời sống con người cũng như là trách nhiệm của người nghệ sĩ chúng mình nhớ nhá à hôm thứ sáu em thi là phát hiện thứ hai à trời ơi tiếc quá giá mà hôm nay học với chị xong rồi thi viết bài tốt không khánh huyền ơi chị nhớ là khánh huyền đã đăng ký khóa 10 ngày rồi đúng không khánh huyền <laughs> yên tâm ạ à, chị sẽ giúp em chuẩn bị thật tốt để bước vào kỳ thi trung học phổ thông quốc gia nhá được chưa nào rồi chị ơi nếu để ra đoạn cảm nhận thì có cần một đoạn về tình huống chuyện viết cái đoạn đó làm gì không nó nó không phục vụ cái gì cả quỳnh trang ạ à, em chỉ đan cài khéo léo thôi chị em viết ra cả một nửa trang giấy thi như vậy để làm gì ạ à? các bạn hay bị thế lắm các bạn rất hay bị dài dòng luôn bảo trâm sắp đi học mất rồi chị ơi khổ thân quá chị ơi phân tích đi chiều nay em thi bài này à ok đây chị đang phân tích đây <laughs> rồi chúng mình ơi rồi hôm sau học sớm chút á. 5 giờ mà vẫn còn muốn sớm nữa ở à, Thanh Hiền. Trời ơi, chăm chỉ quá. Rồi, thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đến với những cái vấn đề trọng tâm nhá. Đối với vấn đề trọng tâm của tác phẩm này thì sẽ có hai vấn đề. Đó là hai phát hiện của người nghệ sĩ Phùng. Và thứ hai, đó là về người đàn bà hàng trải Được không ạ? Đáng lẽ là không có ôn bài này đâu nhưng mà đây là phục vụ theo nhu cầu của cả lớp mình đấy nhá. Nhà, nên là các bạn phải cố gắng để học chăm chỉ, được chưa ạ? Nhá, các bạn phải cố gắng để học chăm chỉ nhá. Rồi. Đây ạ, chúng ta sẽ có ở đây này. Đầu tiên là hai phát hiện của người nghệ sĩ Phùng. Phát hiện số 1, các em đều nhớ hai phát hiện mà. Phát hiện thứ nhất là gì nhỉ? À, đó là cái bức tranh. Đúng không? Chiếc thuyền ngoài xa. Đúng không ạ? Và thứ hai, đó là cảnh bạo lực gia đình đó nó sẽ được thể hiện ở những cái đoạn đầu tiên của chuyện á được chưa nào chúng mình sẽ chú ý giúp chị nhá chúng mình sẽ chú ý giúp chị đầu tiên là bức tranh chiếc thuyền ngoài xa và thứ hai là gì ạ là cảnh bạo lực gia đình và nhớ nhá đây là hai phát hiện luôn đối lập được chưa ạ một cái là vẻ đẹp của thiên nhiên một cái là cái vẻ đẹp tuyệt đỉnh của thiên nhiên còn một cái là hiện thực đời sống phũ phàng đúng không ạ thì đầu tiên này phát hiện đầu tiên chắc chắn rằng là các bạn sẽ phải đi lập luận là tại sao lại có cái phát hiện này thì chúng ta sẽ nhắc tới người nghệ sĩ phùng và cái nhiệm vụ mà người nghệ sĩ phùng được giao từ người trưởng phòng khó tính của mình đúng không ạ đó là để có được một cái tấm lịch nghệ thuật về thuyền và biển theo cái yêu cầu của trưởng phòng thì phùng đã có một cái chuyến đi đến vùng biển đã từng là chiến trường cũ của anh các em sẽ cần phải lý giải là tại sao lại là chiến trường cũ nhá thật ra đây cũng là một cái ý đồ nghệ thuật của nguyễn minh châu đấy vì sao lại là chiến trường cũ bởi vì là ở đây chúng ta vẫn thấy được rằng là chúng ta vẫn có những cái tàn tích của chiến tranh ấy. Được không ạ? Chúng ta vẫn có những cái tàn tích của chiến tranh Và rõ ràng các bạn đều biết rằng là Một cái cuộc sống rất là nghèo khó Của những con người Như người đàn bà hàng trài Hay là như gì ạ? Như người đàn bà hàng trài Như người đàn ông hàng trài Thì chúng ta thấy được rằng là Một phần nguyên nhân cũng là do gì? Một phần nguyên nhân cũng là do Cũng là do chiến tranh Đúng không ạ? Và chiến trường cũ này ở đó vẫn còn những tàn tích của chiến tranh. Có nghĩa là đất nước Việt Nam ta mặc dù đã đi qua 7-8 năm hòa bình rồi, nhưng mà những cái điều ảnh hưởng to lớn từ chiến tranh thì vẫn còn đó. Và một cái điều rất rõ nét các bạn có thể thấy, đó chính là cái nghèo, cái đói, đúng không ạ? Cái nghèo, cái đói vẫn đang bùa vây cuộc sống của con người. Thế nên là khi mà phân tích dựa vào các chi tiết ấy, là các em cũng phải để ý cho chị nhá và tại đây thì gì ạ à, rõ ràng là người nghệ sĩ phùng đã phát hiện được một cái cành đắt giá trời cho đúng không sau rất là nhiều ngày nỗ lực thì chúng ta cũng thấy rằng cái kết quả về một bức ảnh đắt giá trời cho ấy nó không phải là một cái sự may không chỉ dừng lại ở một cái sự gọi là may mắn đâu mà rõ ràng đó cũng là cả một cái quá trình lao động rất là nghiêm túc của người nghệ sĩ Phùng Và chúng ta thấy được ở đây một điều Một cái gọi là gì ạ? Một cái kết quả tất yếu Một cái quy luật tất yếu Đó là gì? Đó là khi mà chúng ta lao động hăng say Thì gì ạ? Thì chúng ta sẽ đạt được những thành quả tốt đẹp Cũng giống như các em Nếu như các em học tập hăng say Thì chị tin chắc là nguyện vọng một Sẽ về với tay các bạn thôi Chắc chắn là như vậy được không ạ? Thì ở đây chúng ta có thể thấy cái cảnh tượng được vẽ ra là một cái chiếc thuyền lưới vó đang lướt thẳng vào bờ, đúng không ạ? Và nhà gì ạ? Nó giống như là một bức tranh mực tàu của một danh họa thời cổ. À, và gì đây? Nguyễn Minh Châu đã có những cái miêu tả rất là chi tiết cho phát hiện này. Đó là gì đây ạ? Về màu sắc thì có màu hồng hồng do ánh mặt trời chiếu vào trên bầu trời sương mù màu trắng sữa về khung cảnh thì hài hòa có cả con người đó là bóng người lớn lẫn trẻ con ngồi im phăng phắc như tượng trên chiếc mũi khum khum đang hướng mặt vào bờ và từ khung cảnh từ đường nét đều hài hòa và đẹp một cách toàn bích được không ạ à? và chính cái điều đó khiến cho gì ạ à? khiến cho phùng trở nên bối rối hạnh phúc quá hạnh phúc bởi vì sau rất là nhiều ngày chờ đợi thì phùng đã bắt được một cái khoảnh khắc tuyệt đẹp phải không ạ à? và cái khoảnh khắc đó thực sự là một cái khoảnh khắc có giá trị nhá là một cái khoảnh khắc thực sự có giá trị đúng không nào cảm giác như là đây là một cái đây là một cái giây phút gì ạ à? Đây là một cái giây phút mà mình phát hiện ra một cái điều gì đó quá đẹp, đẽ quá tuyệt vời và thậm chí còn nhận ra được rằng là cái đẹp chính là đạo đức. Tại sao lại nói như thế? Cái này chúng ta sẽ cần phải suy nghĩ tư duy rất sâu ạ. À. Thì có gì thì hẹn các bạn trong khóa 10 ngày nhá. À bún đậu mắm tôm ơi, được ạ, à, tất cả những video đều được lưu lại mà em, em yên tâm ạ. À. Không những lưu lại mà còn hệ thống lại nên là em đăng ký khóa đấy đi Chị nghĩ là các em nên lựa chọn khóa học 10 ngày Vì chắc chắn các em sẽ không bao giờ hối tiếc Về quyết định của mình Chị chỉ sợ rằng là ngày hôm nay Nếu như đã biết về khóa học 10 ngày rồi á, Mà các em còn không đăng ký Thì đến một giây phút nào đấy Có thể bước ra từ phòng thi văn Các em sẽ hối tiếc Vì tại sao tôi lại không ôn một lượt cuối cùng Trước khi thi cùng với chị Yên thôi Đấy được không ạ Nên là rất là hy vọng là các bạn sẽ có thể tìm hiểu các em cứ tìm hiểu thoải mái nếu các bạn cảm thấy phù hợp thì chị em mình gặp nhau vào đầu tháng 6 kiểu gì phải gặp nhau ôn thật là kỹ thi cùng với nhau được không ạ à? nên là rất hy vọng là sẽ được gặp chúng mình nhá rất hy vọng sẽ được gặp chúng mình và chắc chắn ạ là các em sẽ không thất vọng và nếu được thì hãy điền vào link đăng ký luôn trong ngày hôm nay đi để làm gì ư để được giảm học phí để làm gì ư để được tặng thêm một cái cuốn này, trời ơi thậm chí ở trong hiện tại chị nhìn thấy ở đây là có rất là nhiều bạn gì ạ, à? có rất là nhiều bạn đăng ký rồi nhưng mà không được tặng cuốn này đâu. Hôm nay các em là rất may mắn luôn đấy ạ. À. Rồi, thì ở đây chúng ta sẽ có nhé, có thể nói rằng đây là một cái giây phút hạnh phúc tột đỉnh của người nghệ sĩ khi đã phát hiện được ra một cái khung cảnh hoàn mỹ đến như vậy, đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy được rằng là gì? chúng ta có thể thấy được rằng là đây là một cái điều khiến cho người nghệ sĩ phùng cảm thấy những cái cố gắng của mình là không có uổng phí mà thậm chí là người nghệ sĩ phùng còn cảm thấy rất hạnh phúc trong cái giây phút đó đúng không ạ và rõ ràng chúng ta có thể thấy được là cái sự hạnh phúc đó được thể hiện qua việc là người nghệ sĩ đó bấm máy liên tục liên tục bởi vì hạnh phúc quá thấy một cái khung cảnh đẹp quá đó được không ạ thấy một cái khung cảnh đẹp quá thì chúng ta có thể thấy được rằng là ở trong cái phát hiện đầu tiên này các bạn sẽ trọng tâm nói về đây là một cái phát hiện mà chúng ta nhìn từ xa một cái phát hiện người nghệ sĩ đó nhìn từ xa từ một cái khoảng cách đủ để nhìn thấy một cái khung cảnh tuyệt đẹp và hoàn mỹ cho đến khi con thuyền này vào gần bờ Thì đó là bi kịch của gia đình làng trài Đúng không ạ? Cảnh tượng là một người đàn bà xấu xí, thô kịch, mệt mỏi, cam chịu Một người đàn ông thô kịch, dữ dằn, độc ác, đánh vợ một cách vũ phu Một đứa bé vì thương mẹ đã xông vào đánh cha với lòng căm hận Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy được rằng là Cái thái độ của người nghệ sĩ Phùng ở đây là gì? Khi mà nhìn thấy cái cảnh tượng đó, chị có một cái bài mẫu cho cái phát hiện này. Rất là đầy đủ ạ. Nếu như mà các bạn cần thì một lát nữa chị sẽ up lên trên nhóm cho chúng mình để chúng mình tham khảo nhá. Được không nào? Để up lên cho chúng mình chúng mình tham khảo. Còn như chị nói là cái trọng tâm trong ngày hôm nay là chúng ta sẽ nói về người đàn bà hàng trái ở trong cái cuộc nói chuyện ở tòa án huyện cơ. Được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý nhá. Thì ở cái cảnh tượng thứ hai này đó là phát hiện ra gì nhỉ? À, phát hiện ra bi kịch của gia đình. Đó, phát hiện ra bi kịch của gia đình ạ. Và chúng ta có thể thấy được một điều rằng là người nghệ sĩ cảm thấy rất kinh ngạc về cái điều đang xảy ra trước mắt mình. Trời ơi chỉ một vài giây phút trước đây thôi điều mà tôi đang nhìn thấy tôi vẫn coi là giá trị của đạo đức tôi vẫn coi là cảnh đẹp đắt giá trời cho tôi vẫn coi đó là một cái giây phút mà dường như tôi cảm nhận được cái tâm hồn của mình đang được thanh lọc trong ngần vậy mà điều mà tôi phải chứng kiến tiếp theo là cái gì đây ạ đó là gì đó là một cái khung cảnh bạo lực gia đình vô cùng tàn nhẫn và cái điều khiến cho người nghệ sĩ phùng cảm thấy rất khó hiểu là tại sao người đàn bà đó lại cứ im lặng không chống trả, không chạy trốn, không kêu phan. người đàn ông thì cứ vừa đánh vừa chửi rủa những cái câu mắng nhiếc, ôi thật là đáng sợ. và cái khung cảnh đó đã khiến cho người nghệ sĩ phùng cứ há hốc mồm ra. và trong những cái lần chứng kiến tiếp theo đã vứt luôn cả chiếc máy ảnh của mình để chạy nhào tới để bảo vệ cho người đàn bà, đúng không ạ? À? bởi vì sao bản chất của người lính khiến anh không thể làm ngơ trước bạo hành. anh là người bước ra từ chiến tranh, là người bảo vệ cho chính nghĩa và bây giờ anh lại đang tiếp tục thực hiện cái sứ mệnh đó của mình mặc dù ở thời điểm hiện tại anh đang đóng vai trò là một người nghệ sĩ thế rồi từ đó chúng ta phát hiện được ra rằng thông qua hai cái phát hiện đối lập này ta nhận ra cuộc đời vốn không phải đơn giản và xuôi chiều không phải bao giờ cũng đẹp và gì ạ nghệ thuật nhưng chứa luôn chứa được nhiều nghịch lý mâu thuẫn giữa cái đẹp và cái xấu giữa cái thiện và cái ác và người nghệ sĩ phải tìm hiểu cuộc đời trong cái mối quan hệ đa chiều bằng nhiều góc độ khác nhau chứ không nên chỉ phiến diện qua cái điểm nhìn nghệ thuật của riêng mình được không ạ thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị nhá đấy sẽ là về hai phát hiện một cách ngắn gọn nhất bây giờ thì chúng ta sẽ có người đàn bà hàng trài đó được không ạ người đàn bà hàng trài được không? Chúng ta sẽ có về người đàn bà hàng trài nhá Chị tin là ngày hôm nay nếu như các em đã học Thì các em sẽ có thêm rất là nhiều những cái kiến thức Về bài này luôn ạ Thật sự là như vậy Hôm nay đăng ký là nhận được sách luôn Ừ em đăng ký đi là em sẽ được tặng sách <laughs> Đúng rồi ạ à, em đăng ký luôn nhá Các bạn ơi Không phải là cứ ngày hôm nay đăng ký là các bạn cần phải chuyển học phí đâu Đừng áp lực như vậy Mà các em chỉ cần điền vào link đăng ký trong ngày hôm nay chị sẽ tặng sách cho các bạn Tặng cuốn đang dùng này Và đặc biệt là tặng thêm một cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm này nữa Và đặc biệt là học phí của các bạn được ưu đãi từ 1099 xuống chỉ còn có 599 thôi Nên là các em nhanh chóng điền vào link nhé Xong một vài ngày nữa các bạn hoàn thành học phí cũng không sao cả Được không ạ? À? Nên là các em cứ chủ động điền vào link để có cơ hội Nhưng nhớ ạ, à, nhớ giúp chị ạ à là chỉ có 10 bạn đầu tiên thôi nhá. Thì chị mới tặng sách nhá. Vì chị cũng không còn nhiều sách ạ. Nên là chỉ có 10 bạn đầu tiên trong ngày hôm nay chị mới tặng sách thôi ạ. Nhá các em sẽ chú ý giúp chị điều đấy không một lát nữa. Bạn nào cũng đòi sách chị là chị không có sách để trả cho các em đâu. Các bạn nhá. À? Không là bạn nào cũng đòi sách chị là chị không có sách để trả cho các em đâu. Nhớ là chỉ có 10 bạn đầu tiên đăng ký sớm nhất trong ngày hôm nay thôi ạ kem nhá <laughs> chứ không là bạn nào đòi sách chị là chị không chị không có sách đâu đấy <laughs> rồi ạ à, ok ạ à. rồi thế nên là nhớ nhắn tin cho chú văn học hoặc là nhắn tin về fanpage học văn chị hiên giúp chị với được không ạ à? rồi nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau tiếp tục ở đây như sau người đàn bà hàng trải bao giờ cũng thế khi mà phân tích một nhân vật thì các em luôn lưu ý giúp chị, đó là chúng ta sẽ cần phải giới thiệu khái quát về nhân vật đó đã. Và cái cách học của chị là nhớ về bất cứ nhân vật nào ấy thì chị cũng đều à chị sẽ luôn, chị sẽ luôn có một cái cách để ghi nhớ đó là để cho cái nhân vật này một cái một cái một cái mệnh, một cái mệnh đề thì đối với người đàn bà này chị để một cái vế đó là vẻ đẹp Vậy gì ạ là một cái là vỏ bọc thô giáp và một cái nữa là vẻ đẹp khuất lấp được không ạ vỏ bọc thô giáp và vẻ đẹp khuất lấp vỏ bọc thô giáp sẽ được thể hiện rất rõ qua cái phần giới thiệu chung về nhân vật này và nhớ là nếu mà đi thi ấy thì các em vẫn cần phải có một cái nội dung các em vẫn cần phải giới thiệu về nhân vật nhá lai lịch này Người đàn bà hàng trai vùng ven biển miền Trung Không có tên gọi cụ thể Chỉ gọi là chị, là mụ, là người đàn bà Đúng không? Ngoại hình thì xấu xí và thô cạch Có những cái ấn tượng về chị là Bị rỗ mặt này Đúng không ạ? Thế nên là dường như cái cơ hội hạnh phúc không có nhiều Không có ai để ý đến chị yêu thương chị cả Mặc dù gia đình cũng có điều kiện Nhưng chị không nên duyên được với ai đúng không? Nhưng mà sau đó thì chị đã có mang với một người đàn ông hay đến nhà mình mua đồ về đan lưới, có mang trước ấy. Nhưng mà cũng rất là may mắn là người đàn ông này thì đã quyết định là lấy chị, kết hôn với chị. Kể từ đó chị chuyển về thuyền ở cùng với người đàn ông này. Và sau đấy thì cả một cái gia đình sống trong một cái con thuyền rất là chật hẹp. Nghèo khó Thế nên chúng ta có thể thấy số phận ở đây Lúc trẻ thì xấu xí Nên cơ hội hạnh phúc ít hơn người khác Bị bệnh đậu mùa Nên rỗ mặt nên Không nên duyên với ai cả Sau khi lấy chồng thì gì ạ Thì cái số phận lại là gì Nghèo khổ Gia đình đông đúc trên con thuyền chật hẹp Có những ngày ấy, không đi biển được Là phải ăn xương rồng luộc chấm muối Đó đau đớn cả về thể xác Và đau đớn cả về tinh thần Được không nào đau đớn cả về thể xác và đau đớn cả về tinh thần. Đó, bị bạo hành về thể xác, 3 ngày một trận nhẹ, 5 ngày một trận nặng. Cứ cảm thấy khổ quá, nghèo quá là lôi vợ ra đánh, đúng không? Và đặc biệt là những cái khổ sở về tinh thần khi mà phải chứng kiến đứa con của mình căm ghét bố đến tận cùng. Đúng không ạ? Và chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ? Người đàn bà này luôn ý thức được sự nguy hiểm của cái ác và thói côn đồ hình thành trong lòng đứa con đã đưa những cái đứa con của mình đúng không ạ đặc biệt là thằng phát về ở với ông bà ngoại thế nhưng mà chúng ta có thể thấy được một điều rằng là à chúng ta có thể thấy được một điều rằng là đứa con vẫn không thể làm ngơ khi mà mẹ của mình bị bố đánh và với sự bồng bột của tuổi trẻ đứa con đã ném hận thù về người cha sẵn sàng giấu con dao để giết cha khiến cho người mẹ vô cùng đau đớn. Và đương nhiên các em ơi, ngày hôm nay đánh tôi tôi đau, ngày mai tôi vết thương đó có thể lành lại. Thế còn vết thương về tinh thần, làm sao có thể gì ạ? Làm sao có thể nhanh chóng bỏ khỏa lấp đi được? Những cái dằn vặt và đau đớn về tinh thần Đó là những cái điều mà chúng ta có thể thấy rằng rất là đáng sợ đúng không ạ rất là đáng sợ đó thì các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy nhá đấy là về nhân vật người đàn bà hàng trai các bạn viết dễ lắm các em cứ viết nhé người đàn bà hàng trai là một trong số những nhân vật chính trong tác phẩm chiếc thuyền ngoài xa của nhà văn nguyễn minh châu được giới thiệu là một người đàn bà hùng vùng ven biển miền trung chị không được tác giả gọi với cái tên cụ thể mà thường được gọi với cái những cái tên rất trung trung như là mụ hay người đàn bà. Cách gọi ấy là để Nguyễn Minh Châu cho chúng ta thấy rằng trong thời điểm lúc bấy giờ có rất nhiều những người phụ nữ cũng có chung cái hoàn cảnh số phận giống như chị. Đấy chúng ta có thể viết tiếp và cũng phần nào để giảm bớt đi cái nỗi xót xa khi nhìn về bi kịch của con người ấy. Nói về ngoại hình Đúng không ạ? À? Chị đã chạc ngoài 40, thân hình cao lớn với những đường nét thô kệch rỗ mặt. Điều khiến cho tôi cảm thấy vô cùng ám ảnh, đó là sự xuất hiện của chị trên bãi cát vào buổi sáng hôm ấy. Với khuôn mặt mệt mỏi và tai ngắt, tấm lưng áo bạc phách rách dưới Vóc dáng và diện mạo ấy dường như đã hẳn in những lam lũ nhọc nhằn nghèo túng của một người đàn bà hàng trai, đồng thời cũng hé lộ một số phận khổ đau. Kiểu vậy? các bạn hiểu không ạ tức là diễn đạt rất là dễ luôn đấy là mới chỉ là bình thường nhá còn đương nhiên là các bạn vẫn có thể chủ động nâng cấp cái diễn đạt của mình nhưng ở đây các bạn sẽ chú ý gì ạ à các bạn sẽ chú ý giúp chị một điều là gì các bạn sẽ chú ý giúp chị một điều là cái quan trọng ấy đó cái quan trọng ấy là cái cách mà các bạn triển khai yên tâm chị sẽ hướng dẫn nha và chúng ta phải ghi nhớ kiến thức nền bởi vì nếu như các bạn không ghi nhớ kiến thức nền thì các em không thể làm được bài nghị luận văn học nói luôn là như vậy nhá không có kiến thức nền vào chỉ chém gió mà chỉ chém gió thì điểm nó chỉ như gió bay thôi <laughs> được không nào nên là các em ơi các em phải học kiến thức nền nghiêm túc đi đây là một điều cực kỳ đáng báo động và cảnh tỉnh cho các bạn các em đã có kiến thức nền rồi các bạn học thêm diễn đạt các bạn học thêm những liên hệ mở rộng Các em học thêm phương pháp viết Không có lý do gì mà không tám cộng cả Chúng mình nhá Được chưa? Rồi Sau đó cái cụm từ đầu tiên là vẻ đẹp thô giáp Vỏ bọc thô giáp này Thứ hai là vẻ đẹp khuất lấp Thì các em thấy rồi Vẻ đẹp khuất lấp này sẽ được thể hiện qua cái gì Rõ nhất là qua gì Qua cuộc gặp gỡ ở tòa án huyện Đối với Phùng Và đậu Được chưa ạ? Các bạn nhớ cái điều đấy giúp chị nhá Ok chưa? Qua cái gì ạ? À? Qua cuộc gặp gỡ của với Phùng và Đồng Được chưa nào? Trời ơi, đăng ký khóa học 10 ngày đi nhá, sắp sắp hết slot tặng sách 50 bài văn mẫu rồi đây ạ. À. Chỉ còn hai bạn nữa thôi. Để xem bạn nào là bạn may mắn trong ngày hôm nay để được tặng sách văn mẫu đây. Các em ơi, chị bảo này. Các bạn nếu những bạn nào mà sau 10 bạn ấy thì không được tặng văn mẫu nhưng mà chúng mình vẫn sẽ À, các bạn vẫn sẽ được ưu đãi học phí nên chúng mình có thể đăng ký chị vừa nhận được thông báo chị ơi nhắn cho chị là thông báo với các bạn là chỉ còn hai bạn nữa thôi nên là chị thấy ở đây là link là chị đã chị chú văn học đã để rồi đấy bạn nào muốn đăng ký có thể điền vào link nhá rồi ạ à, vẻ đẹp khuất lấp của người đàn bà hàng trài này ấn tượng ban đầu trong cái cuộc gặp gỡ ấy vì sao lại gặp gỡ nhỉ Úi dồi ôi sao cái người đàn bà này khổ thế phải giải thoát cho người đàn bà này đúng không phùng và đầu đều nghĩ như thế. Chúng ta thấy rằng là ban đầu nếu như mà chúng ta chưa tìm hiểu câu chuyện thì chúng ta sẽ thấy là thực sự nó 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 là một điều rất là là đúng ấy, đúng không ạ? Bởi vì bây giờ thấy người ta khổ quá thì phải giải thoát cho người ta chứ. Nó rất là đúng luôn ấy, tức là cái suy nghĩ này nó không sai. Chính bản thân chúng ta cũng thế. Chính bản thân chúng ta cũng cảm thấy không sai, đúng không? Đúng không nào? Cho đến khi Chúng ta thấy nó sai. Cho đến khi chúng ta hiểu về quyết định, một cái quyết định có vẻ như lạ lẫm nhưng mà lại rất là phù hợp, rất là thuyết phục của người đàn bà này. Đúng không ạ? Thì ở đây các bạn sẽ chú ý giúp chị này ấn tượng ban đầu. Nhẫn nhục và cam chịu đến mức khó hiểu. Đúng không nào? Nhẫn nhịn, nhẫn nhịn và cam chịu đến mức khó hiểu luôn ạ. À? Trời ơi tại vì sao mà khi bị chồng đánh thì không van xin không né tránh không chống cự và lời cầu xin duy nhất chỉ là gì ạ lời cầu xin duy nhất chỉ là xin chồng đưa mình lên bờ để đánh thôi đó gì đây à miraki ơi em ơi em yên tâm em cứ điền vào là em đã chắc chắn có slot rồi chỉ cần em điền sớm thôi nhá em yên tâm ạ à, em yên tâm là như vậy được chưa nào em yên tâm là như vậy nhá được không ạ à? ở đây thì cái ưu tiên sẽ là ưu tiên cho những bạn điền vào link sớm nhá sau đấy mình sẽ xử lý nhá ok ok rồi nhá rồi thì ở đây khi vào phùng và đầu giúp đỡ thì ban đầu đến là rất là sợ sệt xưng là con với quý tòa đúng không ạ à? quỳ sụp xuống van xin con lạy quý tòa quy tòa phạt con cũng được bó tù con cũng được nhưng đừng bắt con bỏ nó thì ban đầu ở đây gì ạ à chúng ta có thể thấy được một điều là gì chúng ta có thể thấy được một điều đó là các bạn sẽ nhìn thấy rất là rõ về một cái vẻ nhẫn nhịn và cam chịu và chúng ta có thể thấy dường như đó là một cái sự nhẫn nhịn và cam chịu tới một cái mức mà khó hiểu luôn đó. rất là khó hiểu cực kỳ khó hiểu đúng không thế nhưng quả thực trong cái quá trình nói chuyện với phùng và đầu thì chúng ta đã phát hiện ra rằng là cái sự cam chịu nhẫn nhục đó là không hề vô lý một chút nào cả đằng sau một cái vẻ ngoài có vẻ là ngu dốt thất học ấy lại là một cái người phụ nữ sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời tại vì sao lại nói như vậy khi mà đã hiểu được lòng tốt của phùng và đầu người đàn bà ấy đã cởi mở hơn chị bắt đầu thay đổi cách xưng hô gần gũi là chị và các chú để kể về cái câu chuyện của mình kể về uh, những cái điều mà gọi là góc khuất trong cuộc sống của con người lao động đúng không ạ hiểu được cuộc sống lao động trên biển bấp bênh khó khăn vì biển có lúc bình yên còn có lúc bão tố nên rất cần bàn tay che chở của người đàn ông đó thì các bạn sẽ chú ý giúp chị là như vậy hiểu được gánh nặng của gia đình Cả một sắp con tuổi ăn tuổi lớn Cần có người đàn ông cùng chăm lo nuôi dưỡng Hiểu được người chồng của mình Vốn dĩ không phải là một người độc ác Nhưng vì hoàn cảnh cái nghèo cái khổ dồn đầy Nên bây giờ trở thành một kẻ vũ phu Hiểu đứa con trai của mình sống rất tình cảm Nhưng bởi vì thương mẹ quá Và đặc biệt là giống bố Có xu hướng bạo lực giống bố Hiểu phùng và đầu có lòng tốt nhưng họ không có trải nghiệm cuộc sống nên không thể hiểu rõ nhu cầu và mong muốn của chị thế nên khi được gọi tòa khi được tòa án gọi lên để giải quyết chuyện gia đình thì ban đầu chị rất lễ phép xưng hô con và quý tòa ở chỗ công đường ra sức van lạnh đúng không ạ nhưng mà chúng ta có thể thấy được rằng khi nhận được ra lòng tốt của phùng và đầu chị cũng đã đưa ra được những cái lý lẽ rất là hợp lý tuy thất học quê mùa nhưng sự cam chịu của chị là không hề vô lý một chút nào cả đúng không ạ bởi vì chị hiểu được tất cả những cái điều đó đó hiểu được tất cả những cái điều đó nên là gì nên là chúng ta có thể thấy được rằng là gì ạ nên là chúng ta có thể thấy được rằng là bởi vì hiểu được tất cả những cái điều này nên chị luôn có một cái góc nhìn cảm thông đối với người chồng của mình nếu như phùng đầu nhìn anh ta dưới góc độ lý lịch anh ta là một gì ạ là một ác nhân đúng không ạ thì người đàn bà này lại nhìn người đàn ông trên một cái phương diện đó là bằng đôi mắt của sự cảm thông nhìn anh ta là một nạn nhân của hoàn cảnh những người đàn ông trên những con thuyền khác họ không đánh đập vợ thì họ sẽ tìm đến bài bạc họ sẽ tìm đến rượu để giải tỏa cái khổ của mình còn người đàn ông này bởi vì là không uống rượu không bài bạc nên là những lúc mà khổ quá nên là sẽ thường lôi chị ra đánh để giải tỏa cái khổ của mình đúng không ạ chị cũng mong rằng là phùng và đầu sẽ thông cảm cho cái sự nông nổi ngây thơ của mình và chị cũng hiểu cho được cái sự nông nổi và ngây thơ của phùng và đầu khi mới chỉ nhìn cuộc sống một cách đơn giản một chiều chưa nhìn thấy được chưa nhìn thấy được cái bản chất ở sâu bên trong và chính điều này đã khiến cho phùng và đầu ngộ ra được nghịch lý của đời sống à thì ra trước mặt tôi bây giờ không phải là một người đàn bà ngu dốt mà là một người đàn bà luôn nhận thức được rõ ràng về sứ mệnh thiêng liêng của mình người phụ nữ sinh ra được trao một cái trách nhiệm một cái sứ mệnh đó là gì ạ đó là gì đó là sứ mệnh làm mẹ thế nên là gì ạ thế nên là có khổ như thế nào thì đó cũng là điều tuyệt vời cũng là điều hạnh phúc cũng là điều thiêng liêng mà người phụ nữ được nhận nên chưa bao giờ chị than thân trách phận chưa bao giờ chị trách những cái bất hạnh đến với mình mặc dù là hạnh phúc thì rất ít bất hạnh thì rất nhiều nhưng chị luôn biết hài lòng với những điều mà mình đang có có một phút gì ạ Trong cuộc đời của chị có giây phút nào Mà chị cảm thấy thật vui không Có chứ Là lúc nhìn đứa con của mình ăn no Là cái thời điểm trong nhà Gia đình trên dưới hòa thuận Đó Là một cái người đàn bà luôn luôn chắc chiêu Những cái hạnh phúc đời thường Và luôn luôn coi đó Là cái động lực để tiếp tục vượt qua những cái bất hạnh trong cuộc sống. Đó, các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như vậy. Thì ở trong cái phần này, chúng ta có thể thấy được uh, chúng ta nhìn thấy một cái người đàn bà như thế nào nhỉ? Cam chịu nhẫn nhục này, một người đàn bà vị tha, hy sinh này, một người mẹ yêu thương các con hết mực, một người chồng thấu hiểu cho những nỗi khổ của chồng, đúng không ạ? Một người đàn bà sâu sắc và thấu hiểu lẽ đời, thấu tình đạt lý. Nhá, thì các em ơi nhớ là tùy vào từng đoạn mà các em gặp thì các em phải biết phân tích dựa trên các cái chi tiết Tức là các em phải nắm được phương pháp làm Đúng, ở trong khóa 10 ngày chị cũng có dạy về phương pháp luôn Và điều này sẽ giúp các em giải quyết được mọi đề bài đặt ra Bất cứ đoạn nào các em cũng sẽ làm được Nhá, được chưa ạ? Thì đó sẽ là một số những cái nội dung mà chị Yên chia sẻ trong buổi tối ngày, buổi, buổi sáng ngày hôm nay Trời ơi, rất biết ơn các em bây giờ vẫn đang hơn 100 bạn xem đây này. <laughs> các em ơi, các em có hiểu những nội dung mà chị Hiên chia sẻ không ạ? À? Chúng mình có hiểu không ạ? À? Các bạn có hiểu những nội dung mà chị Hiên chia sẻ không ạ? À? Và nhất định là phải đăng ký khóa 10 ngày đi nhé, chị vẫn sẽ tặng sách miễn phí cho các bạn, tặng cuốn này và tặng một cuốn này nữa. Cuốn này xịn lắm, trời ơi 50 bài văn mẫu này hơn 300 trang cơ mà. Hôm nay chỉ tặng duy nhất ngày hôm nay cho các bạn đăng ký thôi nha Được không ạ? À? Và phải là những bạn tham gia ở trong lớp học miễn phí của chúng mình nha Được không? Ok ạ Được chưa nào? Chúng mình ơi, chúng mình có hiểu bài không? Sáng mai chúng mình sẽ học về vợ chồng a Phủ nhá Khóa 10 ngày mình học trên Google Meet ạ à. Mình học trong nhóm kín qua phần phát trực tiếp của chị Được không ạ? À? Sẽ có chấm chữa bài đầy đủ và chi tiết À có ạ. À. Ôi vui quá. Nhìn thấy những lời có ạ à của các em chị hạnh phúc lắm. Mai có học không? Khánh Nguyên ơi mai chị ngủ nhá Khánh Nguyên nhá. <laughs> mai chị ngủ không Nhật ơi? Nhật Hào ơi chưa là gì cho với khóa 10 ngày cả. Em cứ đợi chị ở khóa đấy đi. Chắc chắn em sẽ không thất vọng. Đăng ký khóa học như nào vậy chị? Một là nhắn tin cho chú Văn Học. Hai là nhắn tin về fanpage Học Văn chị Hiên ngay và luôn nhá bốn giờ 30 sớm quá với các bạn vân khánh ơi mặc dù là chị thấy là giờ đấy cũng được nhưng mà sớm sớm với các bạn ý quá <laughs> trời ơi à đăng ký nhận sách à em ơi em nhắn tin về fanpage học văn chị hiên nhá em còn đánh răng và học à ui rồi ôi giang ơi là giang rất là chân thực đây <laughs> ok ạ chúng mình ơi Nha các bạn ơi các bạn cảm ơn chúng mình, biết ơn chúng mình rất nhiều vì ngày hôm nay chị cứ sợ là các bạn không dậy sớm ý. Mà ngày hôm nay chúng mình có ở đây, có mặt ở đây cùng với chị là chị hạnh phúc lắm. Ngày mai chị sẽ dạy vợ chồng A Phủ thật là hay, 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 hay. hay. Và dễ nhớ để các em có thể nắm bắt được một cái bài rất là trọng tâm này nhá. Nhất trí không? Em đăng ký rồi thì liên hệ ai để chuyển khoản gì đây ạ? để chuyển khoản không ạ à? có em nhắn tin về học văn chị hiên nhá em nhắn tin về pet học văn chị hiên đi em biết pet học văn chị hiên mà đúng không hoặc nếu không thì một tí nữa chú văn học sẽ hỗ trợ em chắc chắn là sẽ được đặn sách ạ yên tâm là như vậy nhá à ok ạ à. cảm ơn các em chúc các em sẽ có một ngày tốt lành được không ạ à? chúc các bạn sẽ có một ngày tốt lành và hẹn gặp lại các bạn và buổi sáng ngày mai nhất định sáng mai lại phải dậy với chị nhá <laughs> Ok ạ à, Rồi cảm ơn chúng mình rất nhiều Và nhớ là đăng ký khóa học 10 ngày để nhận miễn phí cả duy nhất Trong buổi sáng ngày hôm nay Để nhận hai cuốn sách này cùng với chị Hiên nhá Được không nào nhắn tin về luôn Nhắn tin cho chú Văn học Hoặc là nhắn tin về bếp luôn Nhanh lên, nhanh tay lên <laughs> Còn bây giờ thì có lẽ là uh, Chị Hiên sẽ phải gửi lời chào tới tất cả các bạn thôi Biết ơn các em rất nhiều vì buổi sáng ngày hôm nay đã có mặt cùng với chị Và ngày mai nhớ nha Chúng mình sẽ cùng với nhau học vợ chồng A Phủ Nên là nhất định các em lại phải dạy với chị nhá Sắp thi rồi các em ơi Rộn ràng lên Thế nhá, xin chào và hẹn gặp lại các bạn Bye bye